Chương 139: Bức tranh khác biệt. Xe tới chỗ ở của Lục Bắc Thần trước, còn chưa đến tiểu khu, từ xa có thể nhìn thấy cảnh tượng cả khu nhà Thomson Riviera Cao Shotbot. Ánh đèn ấy còn rực rỡ hơn cả bầu trời pháo hoa cuối năm, chiếm giữ địa thế số 1 để ngạo mạn ngắm nhìn bến Thượng Hải. Lai Chỉ vừa lái xe vừa tấm tắc: "Đây chính là trăng nước, ngoài trăng Trung Quốc, gắn thêm cái mác pháp y quốc tế, quả nhiên khác biệt, đổi lại được tôi chắc cả đời cũng không mua nổi một căn hộ ở đây." Cố Sơ nghe thấy vậy, không nói gì nhưng trong bụng vẫn khá ngờ vực. Người này thừa tiền không có chỗ tiêu phải không? Đâu có thường xuyên sống ở trong nước lại bỏ tiền ra mua cả một căn nhà, quay ra mặt sông ở đây. Thời buổi này, đúng là người nào thừa tiền cũng đổ vào bất động sản. Chỉ có điều, căn nhà đắt như vậy, sau này bán đi cũng khó lắm. Lục Bắc Thần cũng không màng tới lời kêu gào của La Trì, anh chống cánh tay lên, xoa xoa cằm, từ đầu tới cuối vẫn chìm trong trạng thái suy tư. Lúc sắp vào tới cửa gara, La Trì vẫn còn luyên thuyên không ngừng: "Nói này, giáo sư Lục vĩ đại, cậu tới Thượng Hải kiểu gì cũng phải khao tôi đấy nhá, gì thì ở Quỳnh Châu tôi cũng mệt từng chết. Nếu thật sự phải mời khách, trước tiên phải là cậu làm tròn bổn phận của chủ nhà chứ nhỉ?" Lục Bất Thần khẽ nói. La Chỉ vừa nghe đầu đập tức phỉnh to, vội nói: "Mau thả cho tôi đi, cái lưỡi của cậu kén chọn như thế tôi hòa họa không nổi đâu." Anh ấy quay đầu nhìn Cố Sơ một cái, nụ cười có vẻ xảo trá: "Hê, cô, sau này vất vả cho cô rồi." "Tôi không lo việc ăn uống vệ sinh cá nhân của anh ta." Cố Sơ uể oải nói. Trong gương chiếu hậu, La Chỉ nhớn mày. Lục Bát Thần ngồi bên chậm rãi xen vào: "Công việc sinh hoạt, cả hai việc đều không thiếu. Trợ lý Cố, đừng bắt tôi nhắc lại chức trách của em lần nữa." "Được thôi, thế thì thăng lương đi." Cố Sơ mượn cớ tống tiền: "Con số trên hợp đồng không được tính riêng rẽ ra. Nếu phải phụ trách thêm cả việc ăn uống, vệ sinh cá nhân của anh phải trả thêm một khoản lương." "Không thành vấn đề, yêu cầu tăng lương của em. Lúc về tôi sẽ bảo luật sư soạn thêm một hợp đồng bổ sung đưa cho em." Cố Sơ nghiến răng: "Được thôi, hôm nay Lai Chỉ có thể làm chứng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." "Tuy rằng tôi không phải quân tử gì, nhưng cũng chẳng có cớ gì để làm tiểu nhân." Lục Bất Thần liếc nhìn cô cười: "Nuôi em cũng chưa đến mức quá tốn kém." Câu này nghe thì có vẻ bình thường, nhưng nếu nhấm nháp tỉ mỉ sẽ có một chút mùi vị gian tình. Lai Chỉ ồn ào: "Nếu tôi đoán không nhầm thì vui vừa tận tai nghe thấy một màn cò kè, bớt một thêm hai phải không?" "Sửa lại, chỉ có thêm, không có bớt." Cố Sơ trừng mắt nhìn Lục Bắc Thần: "Giáo sư Lục, cậu còn thiếu trợ lý không? Hay là một vệ sĩ chuyên nghiệp cũng được?" La Chỉ nịnh nọt nói: "Tôi không có lắm yêu cầu như trợ lý Cố đâu, chỉ cần nhận 2/3 của cô ấy là được rồi." "Tôi mời không nổi người đầy tớ của nhân dân." Lục Bắc Thần đáp nhẹ tênh. "Thật ra tôi không đắt." Lục Bắc Thần nhướng mày nhấn ngấy. "Tại tôi quá nghèo." La Chỉ thở dài. "Xét về bản chất ấy, nam nữ bị phân biệt đối xử." Lục Bắc Thần tảng mờ làn đai án của anh ấy, ghé sát gần Cố Sơ: "Bạn ấy hình như em sót một số thứ." Nhìn cái thái độ này đảm bảo không có chuyện gì tử tế. Cố Sơ nhìn thằng anh bằng ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Đoán không sai, khóe môi anh cong lên một cách đùa cợt: "Ăn uống vệ sinh cá nhân, em thiếu chuyện ngủ." Rồi anh bổ sung thêm một câu bên tai cô: "Nếu cậu càng ngủ nữa thì càng hoàn hảo." Dứt lời, anh nhìn cô mỉm cười, càng hy vọng tìm được trên gương mặt cô nét vết hồng khiến người ta thương yêu. Nhưng anh đã thất sách, Cố Sơ cứ như thế nhìn anh không rời mắt. "Được, lát nữa tôi sẽ mượn Lai Chỉ một số tài liệu về một số hộp đêm, sau đó sẽ đóng ảnh của mấy cô gái hoạt động trong đó thành lập để anh chọn lựa." Lai Chỉ vừa nghe xong đã sốt sắng: "Làm sao tôi lại có tài liệu về hộp đêm?" Đối mặt với Lai Chỉ, Cố Sơ càng thích trêu chọc. Cô đổ người về phía trước, cong môi cười: "Nghe nói cảnh sát các anh đặc biệt thích kiểm tra mấy chỗ đó, lẽ nào anh chưa từng?" Lúc này La Chỉ mới tỉnh ngộ: "Cảnh sát La, anh tưởng tôi đang nói gì?" Cố Sơ lại hỏi, khiến La Chỉ bẽ mặt một trận. Còn Lục Bắc Thần thì phì cười: "Tôi lại bị một cô bé tí tuổi đầu như cô làm hoang mang rồi." La Chỉ gào lên, còn định nói gì đó để lấy lại thể diện của mình thì xe đột ngột dừng lại. Bỗng xe dừng lại, Cố Sơ suýt nữa bay ra ngoài. Cũng may Lục Bắc Thần kịp thời kéo cô lại. Anh không vui: "Lai Chỉ, thủ đoạn báo thù của cậu cũng trẻ con quá rồi đấy." Lai Chỉ không nói gì,
chỉ ra ngoài cửa xe. Lúc này Lục Bắc Thần mới nhìn qua, mới liếc mắt một cái sắc mặt đã cứng đờ. Nãy giờ anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay Cố Sơ, mà dù phút này cô có thể cảm nhận được anh đang cuộn càng thêm chặt. Cô cũng ngước mắt lên, theo mới bàng hoàng phát hiện ra là xe của Kiều Vân Tiêu đang đứng chắn trước cửa ra vào gara riêng. Chuyện gì vậy? Là chỉ sững sờ. Lục Bắc Thần không nói lời nào, mở cửa xuống xe. Cố Sơ cảm thấy không ổn, cũng vội vàng bước xuống từ bên còn lại. Kiều Vân Tiêu đang dựa vào cửa xe, cởi bỏ áo vest giày ra, thay bằng một bộ quần áo rộng rãi, hai tay đút túi quần, ung dung về phía này. Anh ta cố tình lờ đi gương mặt cao ngạo của Lục Bắc Thần, vẫy tay với Cố Sơ đi về phía cô. Chưa đợi cô có phản ứng gì, anh ấy đã khoác tay vào vai cô và nói: "Đi nào, ăn cơm thôi." "Hả?" "Hả cái gì mà hả? Người là sắt, cơm là thép, nên em làm cả ngày rồi cũng phải ăn cơm chứ." Kiều Vân Tiêu cười hòa nhã: "Từ từ đang đợi ở nhà hàng rồi, anh tới đón em tan ca." Anh ấy cố tình nói rằng tới đón cô tan ca. Câu nói này Cố Sơ hiểu, Lục Bắc Thần dĩ nhiên càng hiểu rõ. "Đi thôi." Kiều Vân Tiêu không cho Cố Sơ thời gian suy nghĩ, dắt tay cô đồng thời mở cửa xe. "Cố Sơ." Lục Bắc Thần gọi giật lại cô từ phía sau lưng. Anh đứng đó không bực tức, không nôn nóng, yên tĩnh như một ngọn núi, đến cả ngữ điệu cũng cực kỳ bình thản. "E là em không có thời gian để gặp gỡ họ nữa rồi, tôi muốn có chỗ tài liệu trong sổ tay của em." Cố Sơ biết ngay Lục Bắc Thần sẽ không để cô đi, thế nên khi anh nói mấy lần đó, cô không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Ngược lại, người thiếu kiên nhẫn là Kiều Vân Tiêu, nụ cười của anh ấy tan biến. "Giáo sư Lục, cô ấy đúng là nhân viên của anh, nhưng nhân viên cũng có thời gian được nghỉ ngơi chứ." "Tôi nghĩ cậu Kiều nhầm lẫn một khái niệm rồi, nhân viên và trợ lý là hai việc khác nhau." Lục Bắc Thần tỉa tót câu chữ. "Nếu chỉ là một nhân viên bình thường, đương nhiên tôi sẽ không can dự vào tự do của cô ấy. Nhưng là trợ lý của Lục Bắc Thần thì là việc làm của cô ấy là thống nhất như một với tôi. Thời gian của cô ấy chính là thời gian của tôi." Lại chỉ ở trong xe không ngồi nổi nữa, vội vàng đi xuống, thấy tình hình không mấy khả quan, anh ấy bèn khuyên nhủ. "Hay là thế này đi, tôi mời, mọi người cùng đi ăn trước gì, Cố Sơ cô xem." "Cảnh sát là, tối nay mà tôi không viết xong báo cáo, thì như cậu cũng chưa thể là bàn giao công việc thì phải." Lục Bắc Thần ngắt lời anh ấy, là chỉ nghẹn lời. Kiều Vân Tiêu nhíu mày, nắm chặt tay Cố Sơ. "Công việc này, không làm cũng chẳng có gì ghê gớm cả." Ánh mắt Lục Bắc Thần lạnh ngắt. "Hay là để hôm khác đi." Cố Sơ cảm thấy, nếu mình mà đi, sự việc sẽ càng lúc càng ầm ĩ, bèn từ bỏ suy nghĩ đi ăn cơm với Kiều Vân Tiêu. Kiều Vân Tiêu nhìn cô bằng ánh mắt em điên ấy đà, cô hít sâu một hơi, gật đầu anh ấy. Kiều Vân Tiêu hiểu tính của cô, nếu đã quyết định ở lại thì chắc chắn sẽ không đi cùng với anh. Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy ngày mai nhé, bố anh rất muốn gặp em." Cố Sơ vô thức liếc nhìn Lục Bắc Thần, anh đứng im tại chỗ không có phản ứng gì. Cô bèn nói với Kiều Vân Tiêu: "Vâng." Tuy rằng Kiều Vân Tiêu rất không hài lòng với hành động vô thức vừa rồi của cô, nhưng đáp án của cô vẫn khiến anh ấy vui vẻ, vội nói: "Vậy mai anh tới đón em." "Ngày mai..." Cô ngập ngừng, không rõ ngày mai sẽ cùng với Lục Bắc Thần đi đâu nữa. "Em sẽ đến thằng đó." Kiều Vân Tiêu trầm mặc một lúc sau mới nói: "Được." Dứt lời, anh ấy đưa mắt nhìn Lục Bắc Thần, thái độ cực kỳ thiếu thân thiện. Đợi xe của Kiều Vân Tiêu đi rồi, Lục Bất Thần mới kéo cửa xe lên, lãnh đạm nói: "Lên xe." Cô và Lục Bất Thần đang ở trong một mối quan hệ kỳ lạ, vừa thân thuộc, vừa xa lạ. Cố Sơ cảm thấy tất cả nguyên do đều vì Bắc Thâm. Tối nay, là chỉ không được mời, sự thật chứng minh Lục Bất Thần quả thực đã coi ngấy là tài xế, kiêm bia đỡ đạn. Kiều Vân Tiêu vừa đi khỏi, là anh cũng đổi La Chỉ về. La Chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mắng anh ta là kẻ gian trá, lừa đảo, đến cả một cốc cà phê cũng không mời ngay uống. Còn câu lời trả lời của Lục Bắc Thần là: "Muốn uống cà phê cũng được thôi, mua cái máy cắt và kê đến đây trước, tôi vừa hay thiếu một cái máy nhập ngoại." La Chỉ hoảng hốt bỏ chạy. Chỉ còn lại hai người họ, căn phòng rõ ràng đã trở nên rộng lớn hơn, mà bến Thượng Hải ngoài kia rõ ràng cũng náo nhiệt hơn. Chỉ còn cách một cánh cửa sổ mà khung cảnh đã có một sự khác biệt rõ rệt. Lục Bắc Thần thực sự vùi đầu vào công việc, vừa về là chui vào phòng sách,
có lẽ phải lập tức chuyển những mẫu vật thu gom hôm nay tới phòng thực nghiệm. Nghe nói, trong một thời gian rất ngắn, Lục Bất Thần đã xây một phòng thực nghiệm, khám nghiệm rất oách ở Thượng Hải, không kém cạnh gì so với phòng của anh ở nước ngoài. Nhưng cô chỉ nghe nói, còn chưa thực sự được đặt chân tới, cũng không biết nó rốt cuộc nằm ở đâu tại Thượng Hải. Cô không quay về phòng ngủ, trong lúc anh bận rộn, cô một mình ngồi dựa vào khung cửa sổ sát sàn ngoài phòng khách, cắm đầu vào cuốn sổ của mình, liệt kê rõ ràng, tường tận từng bức tranh trong nhà tuyêu tiết ra. Cô có phần tập trung, đến mức khi Lục Bắc Thần đi vào, đột ngột lên tiếng đã khiến cô giật thót tim. Tôi đói rồi. Ba chữ, nhàn nhã như một vương gia. Cô sờ run người, cuốn sổ từ trong tay trượt xuống. Trong một khung cảnh yên tĩnh như này, một thanh âm bất tình lình vang lên, quả thực rất kinh người. Cô quay đầu lườm anh, chất giọng cũng cao vút lên theo. Anh là ma đấy à? Bước đi không phát ra âm thanh. Ở một góc sofa là một chiếc ghế bành. Về lịch sử của nó, lúc tới đây cô đã được Lai Chỉ kể lại rằng đây là một chiếc ghế cũ, đúng Bất Thần đã phải mất công sức mới tìm được, có lịch sử hơn 200 năm. Trên tay vị của ghế còn khắc hình rồng và đám mây lành, chất liệu vô cùng quý giá. Hơn 200 năm trước mà dám khắc hình rồng, nghĩ cũng đủ biết tôn quý cỡ nào. Thật ra khi vừa bước vào phòng, cô sơ đã chú ý đến chiếc ghế này. Nó toát lên một vẻ cũ kỹ nhưng lại được lau sạch bóng, có thể nhận ra là một vật cực tốt, chỉ có điều hoàn toàn không phù hợp với những thiết bị hiện đại khắp phòng. Cả căn phòng chỉ có mình nó là đồ cổ. Lúc này đây, Lục Bắc Thần đang dựa vào chiếc ghế ấy. Chiếc ghế chỉ lắc lư trước sau, phát ra những tiếng keo kẹt, là tiếng những tấm gỗ đấu đá và chạm vào nhau. Anh mặc bộ quần áo ngủ màu trắng sữa, độc một màu từ trên xuống dưới, không một chút hoa văn. Đầu tóc hơi rối loạn, đen nhánh, làm tôn lên sắc mặt trắng bóc. Có những thứ hơi kéo tụt vẻ cao quý, lạnh lùng của anh xuống, là anh còn đeo thêm cặp kính cận gọng đen. Một chiếc gọng rất to khiến cô sơ đột nhiên nghĩ tới Harry Potter. Anh cần thị, Bắc Thâm không cần thị. Anh ngồi đó, nhìn cô, nghe cô lên án, không giận mà bật cười. Tại em quá chăm chú rồi, liên quan gì tới việc tôi đi nhẹ hay mạnh? Cố sơ gập cuốn sổ lại, mặc kệ anh. Này, anh kéo dài giọng, có chút lười biếng, còn có một chút hờn dỗi trẻ con. Tôi đói rồi. Đói thì tự nấu cơm ăn. Cố sơ cất sổ đi, quay đầu nhìn anh, thấy anh vẫn trong hình ảnh mái đầu bù xù, trên mũi lại đeo cái kính cận to đùng. Lúc nói, chốc chốc lại đẩy nó lên, cô lập tức muốn cười, nhưng vẫn nín nhìn. Lục Bắc Thần thầm thở dài, nhún vai. Em nấu cơm cho tôi, tiền lương sẽ được tính ngay từ tối nay, không được à? Cố sơ ngẫm nghĩ, rồi đi về phía anh. Lời nói gió bay. Anh ở ngoài, hất cằm về chiếc áo khoác bên cạnh sofa. Áo khoác. Cô cầm lên. Trong túi có ví tiền. Cô lật ra, giơ cao ví tiền về phía anh. Trong đó có mấy tờ tiền, trả tạm em tối nay. Lục Bất Thần lại đẩy kính lên, rồi giải thích một cách rất sự tự kiêu. Em biết rõ mà, tôi ra ngoài, việc cơ bản không cần tiêu tiền. Ngông cuồng, cố sơ lẩm bẩm trong lòng, ném áo khoác lên sofa, mở ví tiền ra. Lục Bất Thần ngồi bên cạnh ồn ào. Quần áo mà nhầu, thì em phải là đấy. Cứ có tiền là được. Liếc nhìn, cố sơ thấy ngay trong ví có một bức ảnh được lật ngược, nhưng mặt đối diện là màu xám, đằng sau ảnh viết chữ gì đó. Cô chỉ liếc qua, lúc định nhìn kỹ, Lục Bất Thần cười nói. Xem trộm vật dụng cá nhân của tôi là bị trừ tiền đấy. Cố sơ chẳng thèm xem, rút ra mấy tờ tiền trong đó, rồi lại đút vào ví tiền trong túi áo khoác của anh, giơ lên. Phí phục vụ một bữa ăn nhé. Trợ lý Cố, phí phục vụ của em còn đắt hơn cả khách sạn 5 sao đấy. Tay nghề của tôi cũng cao hơn đầu bếp của khách sạn 5 sao mà. Cố sơ cất tiền rồi đi thẳng vào trong bếp. Lục Bất Thần dựa vào ghế, lại bắt đầu nhàn nhã đu đưa, nhìn về phía nhà bếp mỉm cười. Điều khiến cố sơ không ngờ đến là mấy món ăn có sẵn trong tủ lạnh lại có thể giúp cô làm cả một bàn đầy thức ăn. Việc này cũng xuất phát từ lý do Lục Bất Thần đã kêu người mua sẵn nguyên liệu. Cô cảm thấy tất cả có lẽ đều đã được anh tính toán cả. Anh đã đoán ra tối nay cô sẽ ở lại, sau đó dùng cả một đống đồ ăn để thỏa mãn khao khát được xuống bếp của cô. Lục Bất Thần ăn say sưa và có thể hình dung bằng cụm từ ngấu ngang ngấu nghiến, hoàn toàn không thấy vẻ nho nhã trầm ổn
như những khi ra ngoài dùng bữa. Cố Sơ từ tốn uống chút canh dinh dưỡng, nhìn anh. Thì ra anh bị cận à? Em nói xem. Cố Sơ bĩu môi. Cầm sổ tay qua đây. Lục Bắc Thần vừa ăn vừa chỉ huy. Cố Sơ lẩm nguýt đứng dậy đi lấy sổ tay, lúc ấy mới phát hiện sổ tay đặt trên chiếc ghế bành. Thì ra ban nãy anh vẫn ngồi đọc. Cô đưa anh. Anh nón lấy, lật ra mấy trang, chỉ vào một chỗ cô viết những ký hiệu khá rõ ràng. Em nghi ngờ bức tranh trong phòng ngủ này. Cố Sơ gật đầu. Bức tranh này không giống với các bức tranh khác. Có gì không giống? Cố Sơ tỉ mỉ nhớ lại, đầu mày nhíu chặt. Tôi cứ cảm thấy bức tranh này là lạ, nếu có thể tới đó một chuyến nữa thì tốt. Được chứ? Lục Bắc Thần thẳng thừng buông bát đũa xuống, giống người vuốt thẳng hàng lông mày của cô. Đi thôi, ngay bây giờ. Chương 140. Tiếng bước chân giữa đêm khuya. Lục Bắc Thần rất tùy hứng trong công việc. Ví dụ, một giây trước anh vẫn còn đang thưởng thức mỹ vị, một giây sau đã có thể lập tức thay quần áo, sẵn sàng đối mặt với công việc. Khi họ tới biệt thự của Tiểu Tuyết một lần nữa, Cố Sơ nhìn đồng hồ, 10 giờ 30 phút. Nhưng tiết tấu của đêm Thượng Hải đã bắt đầu nhưng không thuộc về nơi này. Bỏ xa sự náo nhiệt và ồn ào của những bóng ma đô thị, các ngôi biệt thự, dù xa dù gần, đều cũng im ắng. Nhưng xa hơn chút nữa, có thể nhìn thấy ánh sáng hắt nghiêng ra ngoài các ô cửa sổ, không giống như nhà Tiêu Tuyết, cả một mảng tối đen như mực. Bố mẹ Tiêu Tuyết trước nay chưa từng sống ở đây, thực tế là khi còn sống, số lần Tiêu Tuyết ở lại đây cũng đếm được trên đầu ngón tay. Đa phần giấc ngủ của cô ta đều hiến tặng cho khách sạn. Cánh cửa lớn của biệt thự khóa chặt, dán hai mảnh giấy niêm phong đan chéo vào nhau, mang một con dấu màu đỏ. Lục Bắc Thần đỗ xe trước cửa biệt thự, xuống xe, trầm mặc nhìn cánh cửa lớn. Cố Sơ cũng xuống đi theo, quan sát xung quanh rồi thở dài. Xem ra là không vào được rồi, có thể gọi Lai Trì tới không? Kể cả Lai Trì có tới, cũng phải xin giấy thôi. Lục Bắc Thần xem tay. Giờ muốn vào từ cửa chính thì phải xin giấy, đợi được giấy phê duyệt nhanh nhất cũng phải tới sáng ngày mai, quá rắc rối. Chỉ nghe như vậy thôi, Cố Sơ cũng cảm thấy phức tạp. Vậy phải làm sao? Lục Bắc Thần không lên tiếng, vòng ra phía sau biệt thự. Một lát sau, anh hét lên một tiếng. Em qua đây. Xung quanh thanh vắng, giọng anh gần như cốt cả tiếng vang. Cố Sơ lên nhìn những ngọn đèn đường bị những bóng cây xung quanh che khuất ánh sáng. Chúng quả thực như những bóng ma lớn bấn bít khắp nơi, thực sự đáng sợ. Cố vàng chạy về phía Lục Bắc Thần. Anh đã tìm ra một cửa ngách. Có lẽ bình thường là tối, lối đi dành cho quản gia hoặc là người giúp việc. Đừng tưởng nhà họ Tiêu là nhà nghèo mới nổi, thế mà vẫn học được bộ quy tắc ứng xử của xã hội thượng lưu cực nhanh. Cánh cửa ngách này có lẽ đã lâu lắm rồi không ai quét dọn. Dây thường xuân và hoa bìm leo đầy, nếu không nhìn rõ sẽ không để ý. Cố Sơ đưa mắt nhìn cánh cửa rồi nhìn sang Lục Bắc Thần, thầm nghĩ sao anh lại quen thuộc nơi này đến vậy. Dường như Lục Bắc Thần nhìn thấu suy nghĩ của cô, thản nhiên nói một câu. Phàm là biệt thự, dù ít dù nhiều cũng sẽ để lại cửa sau. Nói tới đây, anh nhớ mày. Em không thể nào không biết. Nhà của chúng tôi trước đây không khác người như vậy. Cô đáp một câu. Nhà họ Cố chắc là gia đình có danh tiếng đẹp nhất trong giới người giúp việc. Bố mẹ cô đối xử với người giúp việc rất tốt. Khi nhà họ Cố suy sụp, quản gia và tất cả người giúp việc, người làm vườn trong nhà vẫn mãi không chịu rời đi. Điều càng khiến họ ấm lòng là ai nấy đều muốn tự bỏ tiền túi giúp nhà họ Cố vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng tiếc là món nợ của nhà họ Cố quá lớn, đến nỗi bố của cô cũng không còn khả năng xoay chuyển, huống hồ là đám người chỉ biết trông nom bằng đồng lương. Dưới ánh trăng, sắc mặt cô có phần bi thương, cô cụp mắt xuống, khẽ cắn môi. Lục Bắc Thần nhìn cô, biết câu nói vô tâm ban nãy đã đâm trúng vào tâm trạng của cô. Anh khẽ thở dài, nhất thời không biết phải an ủi như thế nào, đành dồn sự chú ý lên khóa cửa. Một ổ khóa nhỏ đang loang lổ, mấy vết rỉ được treo trên cửa, giống như người trông coi cô độc cuối cùng của cả căn biệt thự này. Lục Bắc Thần từ bên cạnh tìm được một sợi dây kẽm cũng đã rỉ, bẻ cong bẻ qua bẻ lại mấy cái. Cố Sơ thấy vậy kỳ lạ hỏi, anh định làm gì vậy? Cậy khóa. Hả? Lục Bắc Thần tàng lờ vẻ kinh hoàng tột độ của cô. Sợi dây kẽm được chọc thẳng vào trong mắt khóa, sắt rỉ và sắt rỉ va chạm thành những tiếng cọ sát nhức nhối.
Cố Sơ đang định bịt tay lại thì nghe bỗng một tiếng cạch, tiếng khóa đã được mở ra. Cố Sơ tròn mắt, lần đầu tiên nói với anh bằng giọng nói ngưỡng mộ. Lợi hay thật. Trên đời này không có cánh cửa nào có thể ngăn cản được tôi. Anh đẩy cửa ngách ra, nó phát ra một âm thanh chói tai, động tĩnh của tấm kim loại đã rỉ trở nên giòn tan trong một đêm như thế này. Cố Sơ ghét nghe âm thanh này, cô rụ rụi tai nhìn theo bóng anh, bị đánh bại bởi dáng vẻ kiêu ngạo như một con chim công cao lớn của anh. Nhưng mà lời anh nói vẫn khiến cô hoang mang. Nếu anh thật sự giỏi mở khóa, vậy thì nôi cô ở. Đang mải suy nghĩ, cô nghe thấy Lục Bắc Thần bổ sung một câu. À đúng rồi, bao gồm cả cửa nhà em. Khi anh dứt lời, đúng lúc có một cơn gió đêm lùa vào, hơi lạnh, kích thích khiến Cố Sơ dùng mình một cái. Bị anh nhìn thấy, anh mỉm cười thầm nham hiểm. Nếu tôi muốn giở trò với em thì bất kỳ lúc nào cũng có thể đột nhập vào nhà. Anh dám? Có gì mà không dám? Anh hỏi ngược lại. Cố Sơ chẳng hay đâu đi đối đáp với anh, va chạm vào một người như anh rồi cái đi lên trước. Lục Bất Thần bật cười sau lưng, thanh âm nghe không hề nhỏ. Tới biệt thự của Tiểu Tuyết phải vượt qua muôn vàn khó khăn trắc trở. Cũng may bây giờ là một căn nhà bỏ không, nếu không với cảnh tượng hiện giờ Lục Bất Thần tay không leo lên tầng 2 như lúc này đây, chắc chắn sẽ bị cáo buộc với tội danh đột nhập nhà dân trái phép mất thôi. Phòng ngủ của Tiểu Tuyết ở tầng 2 hướng thẳng ra vườn hoa, cửa tầng 1 bị khóa chặt. Lục Bắc Thần không rảnh tìm công cụ cậy khóa lần nữa, thẳng thừng tìm chỗ đặt chân để leo lên tầng 2. Động tác leo trèo của anh cực nhanh, chưa đầy 2 phút đã nhảy được vào trong ô cửa sổ mở hé của cửa phòng ngủ, khiến Cố Sơ cũng phải thán phục. Chẳng mấy chốc, khóa cửa tầng 1 đã được anh mở ra từ phía trong. Cố chuồn vào trong, anh lại tiện thay khóa cửa lại, giữ nguyên trạng thái ban đầu. Hai người ra bước lên tầng 2, đi vào phòng ngủ. Diện tích của phòng ngủ lớn đến xoang hoa, độ lớn đủ chứa 3 chiếc giường. Ban ngày Cố Sơ đã vào đây, nhưng lúc đó đông người nên không cảm thấy gì. Bây giờ mới cảm thấy hoang vắng đến kinh người. Bên ngoài khung cửa sổ sát sàn như được quấy mực, chỉ còn lại ánh trăng yếu ớt miễn cưỡng len qua tầng mây, để lại những tia sáng cực kỳ mơ hồ. Trong phòng ngủ, ngoài những bức tranh quái dị treo đầy đầu giường, còn có cả một chiếc tủ dài ngang. Ban ngày, Lục Bắc Thần cũng đã xem qua tủ, còn Cố Sơ chỉ mày nhìn tranh, bây giờ cô lại cảm thấy khá kỳ lạ. Tiểu Tuyết có một phòng để quần áo to đến khó tin, vì sao cứ nhất quyết phải để tủ trong phòng mình. Lần lượt mở ra xem, toàn bộ là những dụng cụ vẽ. Sau cánh cửa tủ thứ hai, có treo mấy chiếc áo khoác, có lẽ Tiểu Tuyết mặc những lúc vẽ tranh. Khi cô định mở cánh tủ cuối cùng, thì Lục Bắc Thần đứng dựa bên tường hỏi cô. Em thấy bức tranh này kỳ lạ phải không? Bàn tay đã kéo cánh tủ ra nhanh chóng rút về. Cô bước lên, nhìn bức tranh đang được treo trên bức tường đối diện với chiếc giường lớn giữa phòng bằng ánh trăng, rồi gật đầu. Tất cả các bức tranh trong phòng đều có một phần chú trọng ý niệm, chỉ có bức tranh này là ngoại lệ. Trong tranh là một người con gái dắt một con chó dạo bước trên con đường nhỏ nở đầy hoa bỉ ngạn. Bầu trời màu trắng, trắng đến khiếp đảm. Người con gái đó có thân hình là lướt, mái tóc dài đen nhánh bay trên trong gió, đuôi tóc cuốn theo một cánh hoa bì ngàn. Chiếc váy trên người là sự tổng hợp của rất nhiều màu sắc, nhiều đến chói mắt. Còn một con chó màu đen, trên cổ chó đeo một chiếc chuông màu tím, sợi dây dắt chú chó nhỏ cũng được vẽ đầy những chiếc chuông tím. Nội dung của bức tranh rất thanh nhàn, nhưng màu sắc có phần quỷ dị. Lục Bắc Thần nhìn chăm chú bức tranh rất lâu, sau đó hỏi cô. Kỳ lạ ở chỗ nào? Thật ra Cố Sơ cũng không thể nói rõ là ở chỗ nào, nhưng cứ đã xem hết tranh trong nhà Tiểu Tuyết một lượt thì chỉ có bức này gây ấn tượng sâu đậm nhất với cô. Không hiểu sao mỗi lần nhớ về nó cô lại cảm thấy sống lưng lại toát. Cô suy nghĩ suy tư rất lâu rồi nói: Tôi chỉ cảm thấy ngụ ý của bức tranh này rất đáng sợ. Một người con gái dắt theo một chú chó đi giữa hoa bỉ ngàn. Hoa bỉ ngàn là loài hoa của địa ngục. Điều đó có nghĩa là cô ấy đang lên đường tới địa ngục. Cô kiện nhân chỉ vào bầu trời trong bức tranh. Những chỗ này lại trắng toát, không phải màu trắng đơn thuần mà là hơi xanh, màu bình thường không thể pha được màu sắc này. Lục Bắc Thần lấy ra trong túi một chiếc đèn pin cầm tay kiểu nhỏ soi lên bức tranh. Có ánh sáng soi chiếu, cả bức tranh như sống dậy. Con người ấy, con chó ấy, thậm chí cả sắc hoa bỉ ngạn kia cũng có ám xanh lơ mơ hồ. Sau một hồi suy ngẫm, anh cẩn thận tháo bức tranh xuống.
Hồ Sơ cầm đèn pin soi sáng cho anh tháo chiếc kẹp đằng sau khung tranh ra, cẩn thận lấy tờ tranh ra. Lúc này Hồ Sơ mới phát hiện có manh mối, bức tranh này sở dĩ lập thể là vì hình người, chó, hoa bỉ ngạn cùng với mặt giấy không cùng trên một mặt phẳng. Nó hơi lồi lên, hình thành một bức tranh nổi. Đến cả chiếc chuồng trên người con chó cũng đều sờ kỹ, đều nổi rõ. Lục Bắc Thần không cho phép cô giơ tay sờ vào tranh nữa, anh lấy lại từ trong túi ra hai đôi găng tay cao su, đưa cho cô một đôi. Sau khi đeo xong, anh lấy hộp dụng cụ đơn giản ra, lấy một cái kẹp, gấp một chiếc chuông nằm trên sợi dây, dắt con chó ra mà nói. Túi đựng vật dưỡng. Cô giơ vội vàng đưa chiếc túi nhỏ bên cạnh cho anh đặt chiếc chuông vào đó, sau đó lại dùng một con dao cực mỏng lấy một lớp màu bên trên. Cố Sơ lại chuẩn bị cho anh một chiếc túi khác. Cứ như vậy, Lục Bất Thần lấy được số mẫu vật vào trong túi, rồi lại thận trọng đặt bức tranh trở về tường. Vì sao không mang thẳng tới La Trì? Cố Sơ không hiểu. Lục Bất Thần nhìn chằm chằm bức tranh, nói với vẻ suy tư. Có lẽ còn có một công dụng lớn hơn. Cố Sơ nghe xong câu này lại cảm thấy ù ù cạc cạc. Lục Bất Thần không giải thích nhiều, tháo găng tay ra thì bỗng nhiên kéo người cô lại. Anh... Lục Bất Thần ra hiệu cho cô im lặng. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Cố Sơ cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng động, hình như có người đang lên gác. Cô đột ngột mở to mắt. Lục Bất Thần chỉ tay vào chiếc đèn pin cô đang cầm, cô lập tức tắt đi. Chiếc đèn pin dạng nhỏ tuy ánh sáng không quá rõ, nhưng vừa tắt đi, cả căn phòng lại trở nên u ám. Tiếng bước chân bắt đầu trở nên rõ nét. Tuy rằng đã cố gắng đi khẽ khàng, nhưng vẫn nghe được, nó càng lúc càng gần. Ban đầu Cố Sơ còn tưởng là mẹ của Tiêu Tuyết, còn nghĩ bụng nếu bắt gặp thì phải giải thích với bà ấy ra sao. Tuy rằng họ là những người giúp đỡ phía cảnh sát phá án, nhưng nghiêm túc mà nói, họ vẫn là những cá nhân độc lập, nhóm độc lập. Nửa đêm nửa hôm đột nhập vào đây, nói kiểu gì cũng không ổn. Nhưng về sau cô lại phủ định suy nghĩ này. Nếu là người nhà, ai lại dè dặt như vậy, ai lại không bật cả đèn lên. Suy nghĩ tới điểm này, Cố Sơ bỗng chốc trở nên căng thẳng. Vì cô nghe thấy tiếng bước chân kia sắp đi tới cửa phòng ngủ rồi. Tìm cô thắt lại, một giây sau cô bị Lục Bất Thần kéo tới một bên tủ, là cánh cửa tủ cuối cùng. Nó được Lục Bất Thần mở ra, ngay sau đó lập tức đẩy cô vào trong, anh cũng chui vào. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại, Cố Sơ nhạy cảm nghe được tiếng bước chân đã dừng trước cửa phòng. Trong ngăn tủ, 1/3 số cửa tủ được thiết kế dạng cửa chớp, ánh sáng bên ngoài có thể lọt vào, người bên trong ít nhiều có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Khi tầm nhìn được thích ứng, Cố Sơ mới để ý tới những thứ để trong tủ. Chúng được treo la liệt, đủ các loại đồ, nhưng Cố Sơ chẳng gọi tên được thứ nào, nhưng vừa hay có thể che khuất chúng. Bên ngoài không có động tĩnh. Đương nhiên, Cố Sơ không dám đẩy cửa bước ra, con ngươi cô đảo một vòng, trên đỉnh đầu có một thứ như roi ngựa quật vào mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, kéo nó xuống. Sao lại có thứ này? Em biết. Giọng Lục Bắc Thần cực khẽ thì thầm bên tai cô. Trong tủ chất đống đồ khiến cho diện tích dành cho bọn họ cực kỳ bé hẹp. Cô chỉ còn cách dựa sát vào vách tủ, còn Lục Bắc Thần dựa vào người cô. Cứ như vậy, hơi thở của hai người đan cài vào nhau trong không gian này, nhất thời khiến người ta ngẩn ngơ. Dĩ nhiên, cô không biết, nhưng cũng không muốn anh lúc nào cũng bày ra bộ mặt giáo sư hèn hạ, thấp giọng nói. Thì ra là một chiếc roi. Nói chính xác hơn là roi tình dục, hoặc có thể có tên là roi ngược đãi tình dục. Cố Sơ lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng. Còn mấy cả dụng cụ xung quanh em nữa, có cần tôi giải thích lần lượt cho em biết không? Lục Bất Thần nói, cánh tay đã vòng qua, ôm lấy eo cô. Không cần, cô sốt sắng nói. Lục Bất Thần cười, gần như ghé sát vào môi cô. Nhỏ tiếng thôi. Cô muốn nhỏ tiếng, nhưng tim đang đập rất mạnh. Sao Thi Tuyết lại có mấy thứ này? Lục Bắc Thần nhớ mày. Em hỏi tôi đâu có dùng với cô ta. Anh đàn thạo mấy thứ này như vậy, ai không biết lại tưởng anh có sở thích về mảng này. Cố Sơ hừ khẽ. Lục Bắc Thần càng tiến sát gần cô. Sở thích của tôi bình thường hay không, em còn không rõ sao? Cố Sơ phẫn nộ lườm anh, khẽ nhúc nhích. Gương mặt Lục Bắc Thần méo sạch, vùi đầu vào bầu cô, lầm bầm. Em mà còn lấy động nữa là nguy hiểm đấy. Cố Tư lập tức ngồi im. Anh mím môi khi cơ thể dính sát vào nhau. Cô có thể cảm nhận được lồng ngực của anh nóng bỏng. Hơn thế nữa,
cô còn cảm thấy mình bị đau cọ sát. Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó mở ra, bước chân Kỳ lại tiến gần. Tim cô Sơ nhảy vọt lên, cô thở dốc một tiếng, lục bất thần giơ tay bịt miệng cô lại, cả người cũng trở nên cảnh giác. Tiếng bước chân đang dịch chuyển từng chút một như tiếng bước đi của ma quỷ. Cảm giác này rất ghê rợn, một đêm tối như hú nút, một kẻ không biết là người hay là ma đột ngột xuất hiện trong một ngôi biệt thự ngẩn như bỏ hoang. Cánh cửa tủ đầu tiên bị mở ra, phát ra những tiếng kêu cót két, khẽ khẽ. Cô Sơ rùng mình, bàn tay đặt lên hai bên đã cuộn chặt lại. Nếu không có lục bất thần bịt miệng cô, tiếng hàm răng của cô chắc chắn sẽ va vào nhau lập cập. Qua khe hở, không thể nhìn thấy bộ dạng của kẻ đó, chỉ có thể nghe được hắn ta đang tìm kiếm gì đó. Cô sắp ngạt thở, tới nơi, bèn vỗ vỗ vào tay lục bất thần. Anh buông tay xuống, cô hé sát vào tay anh. Có thể là ai? Mà, lục bất thần nói với cô bằng khẩu hình miệng. Cô chết đứng, cả người run lập cập. Lục bất cầm bím môi cười, không phát ra tiếng. Cố Sơ thấy anh cố tình trêu chọc, tức giận giơ nắm đấm. Lục bất thần lập tức chỉ ra bên ngoài, tỏ ý bảo cô không được gây ra tiếng động. Cô nén giận, hạ nắm đấm xuống. Cánh cửa thứ hai đã được mở ra, ngay sau đó là cánh thứ ba. Bản nãy Cố Sơ nhìn thấy rất rõ, tổng cộng có 5 cánh cửa. Kẻ lén lút chui vào đây có lẽ không bị mở lần lượt từng cánh một, như vậy chẳng phải họ sẽ bị lộ sao? Hơn nữa còn chẳng biết đối phương như thế nào. Lục bất thần nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ của cô, thấy môi cô run lên vì sợ hãi, anh lại cười đè ngón cái lên đó. Cô cảm thấy có một nguồn ấm áp, ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt anh sáng rực trong đêm tối như một vì sao lấp lánh. Cô đang sợ hãi, ngón tay của anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đấy. Nhất thời anh động lòng trắc ẩn, sợi dây ấy cứ như thứ gì bị cắt đứt, có chút thương tiếc, xót xa. Anh muốn yêu thương cô, chỉ yêu thương một mình cô thôi. Thế nên khi cánh cửa tử thứ tư được mở ra, lục bất thần cúi cúi đầu xuống, đúng lúc vào tiếng cửa át đi tất cả. Môi anh đã khóa tới tìm môi cô không chút lầm lẫn, anh giơ một tay lên giữ chặt lấy đầu cô. Hơi thở của anh người đàn ông áp sát, len lỏi vào trong hô hấp của cô. Cô không ngờ anh lại hôn cô vào lúc này. Đầu tiên cô sững sờ, sau đó dãy giụa, môi lục bất thần di chuyển tới bên tai cô, thấp giọng quát. Em mà còn không đậy thì mấy thú đời chơi bát nháo này sẽ rung lên, lập tức bị phát hiện. Anh nói không sai, cô lập tức không dám nữa. Nhưng hậu quả của việc ngồi im là khiến anh càng thêm bạo dạn. Nụ hôn của anh, bàn tay anh như đang mọc đôi chân, một lần nữa miên man tới môi cô, sau đó tới cằm. Người đó lại đang lật tung ngăn tủ thứ tư lên, có chút bực dọc. Còn nụ hôn của lục bất thần tuy không nhanh không chậm nhưng hô hấp vẫn rất gấp gáp. Hai tay cô chống lên ngực anh, nhịp tim anh làm rung bàn tay của cô. Sức chú ý bị hấp dẫn, người đó rốt cuộc đã lục lọi được thứ gì đó trong tủ, cô không rõ nữa. Điều duy nhất cảm thấy là một luồng không khí nóng đang bốc cao, là nhiệt độ của anh đang làm nóng cô. Trong cái căng thẳng lại có thêm sự phập phồng thấp thỏm. Người kia lại ra sức lật, bàn tay của lục bất thần càng bọc giấy. Mỏng nghèo hơi lạnh tan chảy dưới nhiệt độ của anh. Cô nghĩ tới dây bìm bìm leo lên cửa ngách, lúc này đây hình như nó đang bò lên người cô một cách chậm rãi. Sau đó nở hoa, mỗi một bông hoa đều mang theo hơi nóng nhẹ nhàng cuốn lấy mái tóc cô, cổ cô, sau đó làm nổ tung cúc áo cô, di chuyển xuống xương gai xanh của cô. Còn đó hoa hầm hập men theo cô từ từ đi lên, nó bám riết lấy trước ngực cô, lưng cô, cả gò má cũng bỗng chốc nóng bừng. Khi cánh cửa cuối cùng được kéo ra, cô nghe thấy tiếng cúc áo bị ngực bở tung, khẽ khàng. Hoa leo dần lên, cả người cô run rẩy. Trước mắt có cả một đống đồ lộn xộn che khuất, người bên ngoài không nhìn được họ, họ cũng không nhìn được người bên ngoài. Cô Sơ vừa hoang mang vừa sợ hãi, nhưng người đàn ông bên mình thì vẫn triển miên, nhiệt độ không tên, áp chặt lấy cô, hôn cô. Cô không dám nhúc nhích, lại không thể để anh ra kéo quần áo của mình lên, chỉ còn cách để mặc anh bừa bãi. Cả người cô như là đốt, cái đó hoa quy lan tận tới tận sâu nhất trong cơ thể. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, lúc bất thần mới buông cô ra, cô vừa tức vừa xấu hổ đẩy anh ra rồi nhìn qua khe cửa chớp. Tiếc là ánh sáng quá tối, không thể nhìn rõ, chỉ có thể nghe thấy động tĩnh. Chẳng biết người đó đang lần sờ thứ gì, hình như lại mở cánh cửa thứ tư ra, giá treo quần áo vang lên tiếng lạch cạch. Eo cô bị lục bất thần ôm lấy từ phía sau, tư thế vô cùng ám muội.
Cô co rụt lại, anh thì cười cười cọ sát vào mặt cô, bờ môi men tới. Đừng! Cô quay đầu lườm anh, ra sức lắc đầu. Lục Bắc Thần cong môi cười gian xảo. Cô bèn ngồi thẳng dậy, gần như van nỉ. Xin anh đấy! Lục Bắc Thần ôm cô, nhìn vào đôi mắt cô từ đầu tới cuối. Một lúc sau, anh lại hôn cô. Đúng vào lúc cô tưởng anh sẽ tiếp tục, thì anh lại thả cô như một quân tử. Cố sơ thở phào, hơi cách xa anh một chút, chỉnh sửa lại trang phục lộn xộn. Anh quan sát cô, không rời một khắc. Căn phòng nghi mắng, kẻ đó đã đi rồi. Cố sơ vội vàng đẩy cửa ra, thấy trong phòng không có một ai, cô quay đầu trừng mắt. Đều tại anh! Giờ phút này trở đi, chắc chắn sẽ không tin Lục Bắc Thần chuyên chú với công việc đến mức nào nữa. Lục Bắc Thần cười cười không nói gì, mở từng cánh cửa tủ ra xem. Khi mở cánh cửa thứ tư, mới oải oải nói. Hắn ta lấy một cái áo choàng. Lấy áo choàng làm gì? Cố sơ không hiểu. Lục Bắc Thần nhìn quanh, tôi hất cằm về phía tường. Gói bức tranh đi. Cố sơ quay phát lại, lúc này mới phát hiện ra bức tranh đã biến mất. Còn không đuổi theo? Cô kinh ngạc, nhưng Lục Bắc Thần lại ngồi xuống sofa. Đuổi gì chứ? Kẻ đó! Cố sơ sốt ruột. Tôi đã nói bức tranh đó nhất định có vấn đề mà, anh xem, giờ bị cướp đi rồi. Kẻ cướp tranh không phải là Thường Quân thì cũng chính là Lưu Quế Cường, có gì mà phải đuổi? Lúc này cố sơ mới bình tĩnh. Phải rồi, những người khác cũng chẳng có gì đáng ngờ, nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng. Lẽ là không thể là người khác? Vậy thì phải xem rốt cuộc nó có điểm gì đặc biệt đã. Lục Bắc Thần đứng dậy, mở rộng vòng tay, lập tức ôm chặt lấy cô, hít sâu mùi hương trên người cô, rồi lại cất lời. Rất muốn có em thêm một lần nữa. Một giây sau anh lại bị cố sơ đẩy ra, cô quay người bỏ đi. Lục Bắc Thần mím môi cười khẽ. Này, trợ lý phải xách túi đấy. Cố sơ mặc kệ, anh bật cười, xách túi, đi theo ra ngoài. Khi về tới bến Thượng Hải thì đã gần 1 giờ sáng, cố sơ nằm bò lên giường, vẽ lại bức tranh kia theo trí nhớ của mình. Nhìn nó rất lâu, nghĩ kiểu gì cũng không ra. Bỗng nhiên, cô tính tai nghe thấy có tiếng mở cửa phòng tắm. Cô giật mình, tắt đèn với tốc độ nhanh nhất, đặt cuốn sổ qua một bên, rồi kéo chăn lên, cuộn người lại kín mít. Cô cảm thấy, với ý chí của Lục Bắc Thần, cánh cửa này không thể ngăn nổi. Nhớ lại những chuyện anh đã làm với cô trong tủ nhà Tiêu Tuyết hôm nay, ngoài xấu hổ ra thì phần nhiều là phẫn nộ. Quả nhiên, cửa phòng bị mở ra. Cố sơ kinh hoàng, thầm mắng anh là kẻ tiểu nhân. Cô đã khóa trái cửa phòng rồi mà anh vẫn đường hoàng đi vào, thật quá đáng. Nhắm chặt hai mắt lại, cô thầm cầu khấn anh chỉ vào nhìn thôi, sẽ không làm gì cô. Hoặc là anh thấy cô ngủ rồi, anh sẽ mất hứng bỏ đi. Nhưng chắc là ông trời quá mệt nên lời cầu nguyện của cô không có linh nghiệm. Một bên giường lớn hơi hơi lún xuống, ngay sau đó là cơ thể của người đàn ông dính sát lại. Cánh tay rắn chắc vòng qua, lồng ngực nóng rẫy áp vào lưng cô. Cô cảm giác rất sâu sắc. Cố sơ giật nảy mình, cả người căng ra. Chương 141. Anh là người đàn ông xấu xa. Giờ này, cả bến Thượng Hải đều đã trở nên yên tĩnh, đèn hoa vẫn rực rỡ. Hoặc có thể ngoài kia vốn dĩ vẫn đang náo nhiệt, chỉ là tầng lâu nơi họ ở quá cao, tới mức không còn nghe được những anh thâm dưới mặt đất nữa. Những người đứng ở vị trí cao đa phần từng thích sống trong những căn nhà cũng cao như thế. Giống như người đàn ông sau lưng cô đây, anh sớm đã quen với sự cao ngạo, quen với việc đứng ở nơi cao nhất, nhìn xuống dưới để mọi người kính trọng. Thế nên anh len lỏi vào nơi phòng ngủ cô của cô, nằm như trong một lẽ tất nhiên. Sau đó nhấn nửa tiền từ xa, cả tấm rèm cửa của khung cửa sổ sát sàn từ từ khép lại, che toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Nhưng bây giờ cô bỗng thấy cảm kích, không còn ánh sáng cô cũng không cần phải giả vờ say ngủ như một cách quá vất vả. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khi cánh nghe anh vòng qua, mí mắt mình đang run lên. Khi phát hiện ra gương mặt người đàn ông áp sát, cố sơ lập tức nhắm mắt. Trong bóng tối cô cảm thấy anh đang nhìn mình, trái tim bắt đầu dày đựng lên một cách bất an. Gò má ấm nóng, anh đang khẽ vuốt ve gương mặt cô. Ngón tay thoang thoảng mùi hương xà phòng tắm, sạch sẽ như mùi hương thanh khiết của núi rừng. Anh rất nhẹ nhàng, cô buồn buồn nhưng vẫn phải nín nhìn, không mở mắt, cũng không động đậy. Cô cố gắng giữ cho mình nhịp thở thật nhịp nhàng. Anh buông tay, cánh môi từ từ dính vào trán cô, khẽ thở dài.
Tôi biết, thật ra trong lòng em vẫn luôn né tránh tôi. Tôi cũng biết, em vốn dĩnh chưa ngủ. Thanh âm chất trầm tựa như bằng thạch đè lên trái tim cô. Cố Sơ rất muốn quay lại nói với anh rằng không sai, tôi đang trốn tránh anh đấy, tôi đang giả vờ ngủ đấy. Vì càng lúc tôi càng không phân biệt được anh rốt cuộc là ai. Đa phần tôi đều coi anh là Bắc Thâm, nhưng anh có hiểu không, dù anh có phải là Bắc Thâm hay không thì giữa chúng ta cũng đã có vết nứt. Có thể quay trở về quá khứ nữa chăng? Có thể hay không? Tiếng gào thét trong cõi lòng rốt cuộc vẫn không thể bật ra khỏi cổ họng. Trái tim cô là một chiếc bếp lò, vậy mà lại kiên quyết bị bọc trong một cái bao lạnh ngắt, mặc cho lửa cuộn trào cỡ nào cũng không thể bứt phá khỏi lớp băng ấy. Cô đang cố gắng kiềm chế, không ngừng hãm mình lại, nhưng rất đau đớn. Những cảm giác này giống như năm xưa khi cô lại bật khóc trước giường bệnh của bố vậy. Bố đuổi tất cả mọi người ra, chỉ giữ lại một mình cô, nói với cô một câu trong giây phút hấp hối. Sơ Sơ à, bố biết con có chàng trai mà con thích, cái cậu tên là Lục Bắc Thâm. Nghe bố nói một câu, nếu đã chia tay rồi, vậy thì bất kể thời điểm nào cũng đừng quay lại với nhau nữa. Cô khóc, cô không hiểu, bố cô khó khăn giơ tay lên xoa đầu cô, rất lâu sau mới yếu ớt cất lời. Hai đứa không hợp, bây giờ không hợp, sau này cũng sẽ không hợp. Ngoài trừ ngày hôm đấy, bố chưa bao giờ nhắc tới Lục Bắc Thâm trước mặt cô. Cô vẫn luôn cho rằng bố không hay biết. Thì ra bố biết hết mọi chuyện, tất cả những gì cô làm, bao gồm cả việc cô chia tay Bắc Thâm. Thế nào cực kỳ bố cũng nắm rõ. Tới tận bây giờ cô vẫn không thể lý giải được từ không hợp mà bố nói rốt cuộc ám chỉ điều gì. Nhưng vẫn còn nhớ tới một sự kiên quyết trong khẩu khí của bố. Ông dốc cạn chút sức lực cuối cùng để cảnh cáo và ngăn cản sau này cô không thể cùng Bắc Câm hàn gắn hay. Mãi về sau cô mới nghĩ thông suốt, có lẽ bố cảm thấy Lục Bắc Thâm chỉ là một thanh niên nghèo khó, không thể mang tới hạnh phúc cho cô. Là như vậy ư? Cô rất muốn hỏi bố, tiếc là chẳng có ai có thể trả lời câu hỏi này của cô. Từ sau khi Lục Bắc Thần xuất hiện, cô hay nhìn di ảnh của bố và hỏi, bố ơi, nếu anh ấy không nghèo, liệu bố có đồng ý cho bọn con đến với nhau không? Hỏi xong, cô Sơ vẫn thường cảm thấy mình thật đê hèn, tiêu chuẩn để đánh giá mình yêu một người, muốn được ở bên cạnh một người, chỉ dựa vào tiền bạc thôi sao? Thật ra trong lòng cô hiểu rõ năm xưa cô đã làm Bắc Thâm đau khổ đến mức nào, giờ đây cô cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau trái tim bị khoét sâu như vậy. Cô có thể tha thứ cho tất cả mọi người, cho những người đã từng làm hại nhà họ Cố, chỉ có thể không thể tha thứ cho chính bản thân mình, vì cô đã làm tổn thương trái tim người con trai mình yêu sâu đậm, nhường ấy. Bàn tay người đàn ông gẩy chiếc váy ngủ của cô lên, luồn vào trong. Da cô hơi lạnh trong thời điểm đang nóng rực như thế này. Ngón tay anh nóng bỏng khiến tất cả lâu chân lông của cô đều giật thót. Ngủ thật rồi sao? Nửa người anh như gần đè xuống, anh cười khẽ. Hơi thở ấy phả vào tay cô trong cái ấm áp của cái ám muội. Cố Sơ nằm im bất động, nhắm nghiền hai mắt, không đáp lại. Lục Bắc Thần một tay chống lên gối, tay kia bắt đầu thiếu nghiêm túc. Ngón tay anh trườn vào trong như một con rắn, cả người Cố Sơ đột ngột căng ra. Suýt ngỡ thì cô hét lên thành tiếng. Cánh cổng hơi hé mở, bị cưỡng ép kéo ra, lại dấy lên một cơn đau lan tỏa. Nhưng đối phương coi như cũng đã chiếu cố, lực có hơi ép buộc nhưng không tiếp tục làm càn. Trong bóng tối, tay cô trúng chặt lấy góc gối, cắn chặt răng. Một tay của Lục Bắc Thần là ác ma, tay kia lại là thiên thần, hút nhẹ mái tóc cô, cúi mặt xuống, khẽ cắn môi, cô từng chút một cách cực kỳ nhẫn nại. Có một cơn sóng, cô trở thành người dỡ dẫm trên một chiếc thuyền, mới một cánh buồm duy nhất trên sóng biển, bị người ta đẩy nhẹ, bồng bềnh trên mặt nước. Cô sợ hãi, muốn rút lui, nhưng chiếc thuyền ấy dưới chân đã từ từ trôi xa giữa đại dương. Cô không thể động đậy, cũng không dám động đậy, cứ để mặc cho sóng khiến mình dập dềnh lên xuống, không cao không thấp. Tần suất này bắt đầu khiến cô cảm thấy sốt ruột, sóng biển đang xâm chiếm cơ thể cô, từng chút một, nhiệt độ cũng dần dần khiến cô chìm ngập. Cô hơi choáng váng, nhưng phần nhiều là cô bị dẫn dắt theo tiết tấu của con sóng ấy. Thì thoảng, chiếc thuyền vọt qua những sóng nước xiết gấp gáp, cô suýt nữa thì hoảng sợ kêu lên. Luồng sức mạnh kia lại tinh tế giảm nhẹ, sau đó dịu dàng vỗ về tâm trạng bất an của cô. Cô như một người mới chập chững trên đại dương mênh mông vô ở bến này, chỉ còn cách để bị dẫn dắt trong mơ màng. Nhưng người dẫn dắt kia cũng trở nên tham lam hơn,
làm dấy lên hết đợt sóng này tới đợt sóng khác, khiến người đang đứng trên cánh buồm như cô bắt đầu ngạc nghiêng. Cô muốn kêu nhưng lại cắn chặt môi. Có gió nổi lên, dần dần hóa thành bão tố. Con thuyền dưới chân bắt đầu dập dềnh lên xuống. Cô không nhịn được, thốt lên, muốn kêu cứu, nhưng cũng muốn tìm tòi thêm nhiều sự mạo hiểm. Cuối cùng một con sóng đập mạnh đè tới, giúp cuộc cô vẫn thét lên, sau đó bị tê liệt đánh sạt vào bờ. Trên bãi cát, cô trở thành một con cá chỉ còn toi tóp hơi tàn. Thực tế là cô nằm trên giường cũng đã đầm đìa mồ hôi. Ngay sau đó nước mắt lan dài. Ánh sáng quá tối, tên đầu sỏ Lục Bắc Thần không thể nhìn thấy nước mắt của cô. Khi ngón tay vuốt lên gò má cô ngửi thấy mùi của tình dục, mùi vị của cô. Anh cười khẽ, thanh âm cũng như những khát ao mà trầm thấp đầy quyến rũ. Bữa khai vị có ngon không? Cô không trả lời. Khi anh hôn mới phát hiện ra nước mắt của cô, anh sững sờ, ngay lập tức ngồi dậy, bật đèn ngủ. Cô nằm bò trên giường, gương mặt đã đầm đìa nước mắt, váy ngủ lộn xộn. Lục Bất Thần không ngờ mình lại làm cô khóc, hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng vặn đứng lại, kéo cô dậy. Em không thích à? Sao lại khóc? Lần đầu tiên cô nhìn anh chăm chú như vậy, nhìn qua là nước mắt mịt mờ. Dù sao, sau lần hoan ái đêm hôm đó, cô cũng không nhìn anh chân chân như hôm nay. Lệ thấm đẫm khuôn mặt, lăn dài xuống tận cằm. Cô hét lên với anh. Anh có quyền gì mà đối xử với tôi như vậy? Dựa vào đâu sao anh có thể xấu xa như vậy? Cô như một con thú nhỏ bị tổn thương, đang dùng chút sức mạnh mỏng manh để tố cáo anh. Trái tim Lục Bắc Thần mềm nhũn, bất giác vòng tay ôm cô vào trong lòng mình. Những điều dồn nén trong cô bùng nổ. Cô đẩy mạnh anh, thấy đẩy không được bèn chuyển thành đánh, rồi cái này nối cái kia. Lục Bắc Thần vẫn không buông tay, mặc cho cô dùng hành vi bạo lực này để chút giận vào mình. Cuối cùng cô sơ há miệng cắn vào bả vai anh, nước mắt vẫn tí tách rò xuống từ hốc mắt. Lục Bắc Thần ngồi yên âm thầm chịu đau. Cuối cùng cô sơ mệt nhoài, lại càng oa lên như một đứa trẻ bị chịu ở mức. Tôi không muốn làm trợ lý của anh nữa. Dáng vẻ của cô càng giống như đang hờn dỗi và ương bướng. Lục Bất Thần khó xử. Không được cười. Cố Sơ càng khóc dữ. Sáng sớm mai tôi sẽ rời đi, không bao giờ làm trợ lý cho anh nữa. Được được được. Lục Bất Thần sợ nhìn nhất là thấy cô khóc, vội vàng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng an ủi. Không làm trợ lý cho tôi nữa thì làm bạn gái vậy. Không, không làm gì hết. Cố Sơ gào lên. Lục Bất Thần không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng cô Sơ cũng ngừng lặng, nằm co ro trên giường, đôi mắt đỏ ửng. Lục Bất Thần xoay người cô lại, nhìn cô. Cô Sơ, tôi hy vọng em có thể quên quá khứ đi. Quá khứ có thể quên sao? Chẳng phải anh tới đây vì quá khứ sao? Lục Bất Thần trầm mặc nhìn cô một lúc lâu rồi mới nói. Không, tôi chỉ vì tương lai thôi. Câu nói này có vẻ như muốn xóa bỏ những hiềm khích cũ, nhưng Cố Sơ lại cảm thấy anh như đang cố gắng che giấu điều gì. Hôm sau, Cố Sơ còn chưa kịp bước ra khỏi những ngại ngùng tối hôm qua thì đã tập trung vào công việc căng thẳng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô ngủ một mạch tới tận 10 giờ sáng. Tối qua vì suy nghĩ quá nhiều, thành ra mất ngủ. Khi cô tỉnh dậy, Lục Bắc Thần đã không còn, phòng ngủ trống trải. Cô chui vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc đang lau mặt thì loáng thoáng nghe thấy cửa phòng có động tĩnh, sau đó có người đi về phía phòng khách bên này. Tiếng bước chân là của Lục Bắc Thần. Anh đang gọi điện thoại, có lẽ là nghe đối phương, thi thoảng lại một hai tiếng. Nghe vị trí nói chuyện thì có lẽ anh đang định đi vào phòng thay quần áo. Thế nên Cố Sơ cũng tạm thời trốn trong phòng tắm chưa ra. Tới khi phòng thay quần áo phải đi qua phòng tắm, cô nghe thấy Lục Bắc Thần đang hỏi. Lẽ nào không điều tra được một chút manh mối nào sao? Chẳng biết đối phương đang nói gì, Lục Bất Thần không nói gì nữa. Rất lâu sau mới lại nghe thấy tiếng anh. Làm ơn, bất luận thế nào cũng phải điều tra ra, cho dù chỉ là một chút manh mối thôi cũng được. Cố Sơ đứng trong phòng tắm, nghe không rõ lắm, nhưng cũng nghe thấy ba chữ làm ơn đấy, không khỏi kinh ngạc một phen. Ở bên cạnh Lục Bất Thần mấy ngày nay, cô chưa bao giờ thấy anh nhún nhường cầu xin người nào như vậy. Anh đang tìm manh mối gì đây? Liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết hay còn việc gì khác? Khu vệ sinh cá nhân xong đi ra, Lục Bất Thần cũng vừa hay mở cửa phòng thay đồ ra ngoài, bèn bất ngờ gặp Cố Sơ. Có lẽ anh vừa mới thay sơ mi, còn đang cài cúc, trên cánh tay vẫn còn vắt một chiếc áo sơ mi. Nơi cổ tay, áo đỏ rực một mảng. Cố Sơ giật mình, chỉ vào vết đỏ đậm trên quần áo.
Máu. Chương 142, dây đàn ruột dê bị phát hiện. Không phải. Lục Bất Thần ném quần áo trong tích giỏ đựng đồ bên cánh cửa, làm đổ lọ thuốc đỏ trong phòng thử nghiệm thôi. Anh nhắc tới phòng thử nghiệm, cô Sơ mới biết sáng sớm nay anh đã tới phòng thử nghiệm trong truyền thuyết kia. Cô Sơ. Nét mặt Lục Bất Thần không giống tối qua, trông có phần nghiêm túc. Tôi nghĩ em không còn sức giờ cho xin nghỉ việc với tôi rồi. Cố Sơ nhìn anh không hiểu. Em phải lập tức giúp tôi làm một bản báo cáo cho La Trì. Lục Bất Thần phân công công việc. Ngoài ra em cần phải tra cứu xem thành phần của một chiếc răng sứ có thể phối hợp với dụng cụ trồng răng nào, cùng một loạt các thông tin như chiếc răng sứ với thành phần này về cơ bản được sản xuất vào năm nào, của hãng nào. Nói thẳng hơn nữa là tình hình khái quát về chủ nhân của chiếc răng sứ này chúng ta đều phải nắm rõ. Cố Sơ vừa nghe lập tức trở nên cảnh giác. Có liên quan tới Tiêu Tuyết. Bức tranh tối qua. Lục Bất Thần nhìn cô. Chẳng phải em luôn nghi ngờ màu của nó có vấn đề sao? Trái tim Cố Sơ vô thức bị treo ngược lên. Cô gật đầu. Tối qua tôi đã lấy một số mẫu vật, sáng nay thông qua việc xóa màu thử nghiệm, cuối cùng cũng đã phát hiện được bí mật của bức tranh ấy. Ánh mắt Lục Bất Thần sáng ngời. Trong tất cả các màu vẽ đều lẫn cho cốt, bao gồm cả bầu trời, người con gái, con chó và hoa bỉ ngạn mà em nghi ngờ, thật ra đều dùng cho cốt tích tụ lại rồi lên màu. Còn chiếc chuông trên người con chó làm bằng răng người, trong đó có một tiêu bản răng còn chứa thành phần của sứ. Mẫu cho cốt bị phá hoại nghiêm trọng, đã không thể lấy DNA nữa, thế nên chúng ta chỉ có thể bắt tay vào chiếc răng kia. Cố Sơ trợn tròn mắt, lập tức nhớ lại bức tranh lên sắc xanh thảm thương dưới ánh đèn pin của tối qua. Đó đâu phải là một bức tranh bình thường. Ý của Lục Bất Thần là trong bức tranh đó giấu xác của một người. Ngay sau đó, dạ dày của cô bắt đầu không chịu nổi. Một giây sau, cô liền xông vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Lục Bất Thần ngây người cũng đi vào theo. Cô khó nhọc xua tay về phía anh, không để anh tiến lên. Lục Bất Thần cũng không quan tâm nhiều như thế, mặc kệ cô phản đối, vẫn đứng lên vỗ lưng cho cô. Cố Sơ gần như đã nôn hết cả bữa ăn đêm qua, khó khăn lắm mới bình ổn lại được. Lục Bất Thần đèn giơ tay ấn vòi nước. Anh dìu cô rửa mặt, cười khó xử. Có con với tôi thì phải nói sớm cho tôi biết đấy. Ai có con với anh? Cố Sơ đương nhiên không thèm lo mặt nữa, quay đầu trừng mắt lườm anh, cả khuôn mặt dính đầy nước. Lục Bất Thần chẳng qua cũng chỉ nói đùa mà thôi. Anh lấy một chiếc khăn khô lau mặt giúp cô. Nhân trước tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào. Tôi đã san sẻ mọi khó khăn giúp anh rồi. Vừa hay là kỳ an toàn. Cố Sơ vừa nghe xong lời nói, tim niềm đập thình thịch. Cô kéo khăn mặt qua đè lên mặt. Lục Bất Thần khẽ nhíu mày. Tôi lại cảm thấy nếu có một đứa con cũng không tồi. Mơ đi. Cố Sơ coi anh là cái giá phơi, bắt khăn mặt lên vai anh rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô không muốn cùng anh thảo luận chủ đề này. Rất kỳ lạ, mỗi lần nhớ lại tim cô lại như có một nguồn sức mạnh khiến nó bọt lên tới tận cổ họng. Lục Bất Thần treo khăn mặt xong cũng đi ra, thấy cô đã ngồi trước máy tính trong phòng sách. Anh mím môi cười. Trẻ nhỏ dễ dậy. Anh còn chưa chuyển tài liệu cho tôi. Lục Bất Thần bước lên, cúi xuống, cánh tay từ phía sau ghế chống lên mặt bàn, bóc cô trong lòng mình. Một tay anh chống bàn, tay kia đặt lên bàn tay đang dùng chuột của cô, kiểm soát cô mở mail ra rồi nói. Mật khẩu là ngày sinh nhật của em, tự điền vào đi. Cố Sơ chợt dao động, cô nhìn chăm chú vào tên người dùng. Đây là hòm thư làm việc của anh, đừng có đùa nữa. Thật sự là sinh nhật của em mà. Lục Bất Thần nghiêng đầu nhìn cô cười cười. Tay kia Cố Sơ đờ dai trên bàn phím mãi không hạ xuống. Nếu tin tưởng mà gõ vào, nếu không phải thì chắc chắn sẽ thành trò cười của anh. Nếu không tin tưởng mà gõ vào, lỡ đúng như vậy thì cô phải đối mặt thế nào với dụng ý riêng của anh đây? Thấy cô ngồi im, anh cười. Không phải cả sinh nhật mình em cũng quên đấy chứ. Dứt lời, ngón tay thon dài gõ chuẩn xác những con số đại diện cho ngày sinh của cô. Dẫn dắt ngón tay cô kích hoạt một cái, email đã mở ra. Cố Sơ bỗng chốc không biết phải đối mặt như thế nào. Cô cảm thấy anh như một chính binh luôn trong tư thế sẵn sàng, dù là tình huống gì cũng ép cô lùi dần về phía thất bại. Vô vị, cô lẩm bẩm. Lục Bất Thần nhìn cô đầy hứng thú. Vô vị, sao còn đỏ mặt? Cố Sơ quay đầu lườm anh. Lục Bất Thần lập tức giơ tay đầu hàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
làm việc nào? Hòm thư không có riêng tư, toàn bộ là những email gửi tới, gửi đi có liên quan tới công việc. Lục Bất Thần mở một số bức ảnh tài liệu ra để cô không cần tải về, vẫn có thể trực tiếp thao tác. Những tài liệu này nhẹ nhàng hơn nhiều so với nội dung anh vừa tường thuật. Cô liếc nhìn. Đây đều là những bức ảnh chụp trong phòng thử nghiệm sao? Lục Bất Thần ừ một tiếng. Khi nào tôi có thể vào phòng thử nghiệm của anh? Cô rất tò mò. Lục Bất Thần nhìn cô như cười, lại như không. Không phải định xin nghỉ việc sao? Cô Sương nghiến răng. Thì xem xong rồi nghỉ. Thế thì tôi càng không để em xem được. Lục Bất Thần cười phá lên vì cái trẻ con của cô. Anh đứng dậy, ngã xuống chiếc ghế dài nằm thoải mái. Cố gắng làm việc đi, tôi chầm mắt một lát. Phải rồi, khi nào tôi tỉnh dậy, tốt nhất là có thể ăn được một bữa cơm thơm phức. Ảnh bóc lột nhân viên. Cô Sương kháng nghị, vừa phải tra tài liệu, vừa phải viết báo cáo. Cô lấy đâu ra thời gian làm cơm cho anh ta? Trợ lý Cố, em phải làm rõ một khái niệm. Đa số các tình huống đều là em đang bóc lột ông chủ là tôi đây. Lục Bất Thần nghiêng đầu, ê oài nhìn cô nói. Giống như hợp đồng, cũng chỉ có mình em dám đòi hỏi một hợp đồng bổ sung. Đương nhiên, việc này không đáng là bao, quan trọng là chèn ép về mặt tinh thần. Cố Sơ gõ rầm rầm mấy chữ xuống phàm bím, dừng lại, nhìn anh chằm chằm. Chèn ép tinh thần, ông chủ Lục, anh nhìn cho kỹ, anh bắt một người như tôi làm lượng công việc của ba người. Theo lý mà nói, đây đáng nhẽ là lượng công việc của một trợ lý cao cấp. Nhưng trong phòng thử nghiệm tới nay, trông như thế nào, tôi còn chưa biết. Xét về chèn ép tinh thần, ai có thể vượt qua anh? Cô bé tuổi còn nhỏ, đừng sôi sục thù hận như vậy. Lục Bất Thần thoải mái thở dài, rồi cười xấu xa. Tối qua em đã chèn ép tinh thần một cách trần trụi. Hai tôi phải dội mấy lần nước lạnh, em có biết không? Cô hồi sơ đỏ mặt, vội vàng quay đầu nhìn vào màn hình, buông một câu. Lưu manh. Lục Bất Thần nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, bật cười. Lần chớm mắt này của Lục Bất Thần kéo dài đến tận hơn 2 giờ chiều. Cố Sơ vẫn vùi đầu vào đống tài liệu, rồi dựa theo số điện thoại của một số phòng răng mà anh cung cấp để tìm một số chuyên gia giám định chuyên ngành. Khi không thấy bị ai quấy rầy, hiệu suất làm việc của cô khá cao. Khi đã làm xong đại khái bản báo cáo, bụng cô cũng đã đói, đi xuống nấu mì. Lúc này mới cảm thấy đài đánh thức anh dậy. Thông qua thời gian hiển thị trên những bức ảnh và tài liệu trong hòm thư, cô biết có lẽ cả đêm qua anh đã không ngủ. Sau khi đợi cô ngủ say, anh đã tới phòng thử nghiệm, ngồi bên cạnh chiếc ghế nằm. Cố Sơ chăm chú ngắm Lục Bất Thần đang say ngủ rất lâu. Người ông này có ngàn vạn khuôn mặt, đâu mới là bộ mặt chân lực nhất của anh đây. Xem ra anh mệt thật rồi, giấc ngủ rất sâu, gương mặt giãn ra, hơi thở nhịp nhàng. Khi anh ngủ đã bớt đi tính công kích, không còn ngang ngạnh, không còn ép buộc, gương mặt thậm chí còn ưa nhìn hơn. Anh là một người đàn ông có thể khiến phụ nữ đến mê muội. Chẳng trách một đại tiểu thư cao ngạo như Lâm Gia Duyệt cũng chết mê chết mệt, mất hết cả cá tính vì anh. Hồ Sơ bất giác giơ tay, dè dặt vuốt lên hàng lông mày rậm ấy. Người đàn ông có lông mày rậm thì tính cách nhất định sẽ rắn giỏi, bất kham. Nói như vậy, quả không sai. Thật ra cô không thể lừa gạt chính bản thân mình, dù anh là Lục Bắc Tâm hay là Lục Bắc Thần. 5 năm trước, họ chưa có nỗi, mỗi người một ngả, càng bước càng xa nhau. 5 năm sau mới gặp lại, trái tim cô vẫn chậm luôn. Cô biết mình không thể thoát khỏi gương mặt này, càng không thể thoát khỏi phần tình cảm này. Dẫu ngược chiều nhau, họ vẫn tương ngộ. Cho là gương mặt này đã gặp lại cô với thân phận gì, mặc kệ biết dưới gương mặt này che giấu bao nhiêu nhẫn nại và tính toán. Cô thích ngắm anh như vậy, khiến cô dường như quay trở về quá khứ. Bác Thâm là người dồi dào sức khỏe, cũng đồng thời đã đang ngủ như chết. Lần dã ngoại đó, anh ngủ rất say, cô bèn nghịch ngợm dính đầy sợi đường của cây kẹo bông lên mặt anh. Anh bèn tỉnh giấc, nhào thẳng vào lòng cô. Cô bật cười né tránh, anh theo đà tiến lên, cả hai bèn ngã xuống đất. Lần đó, áo sơ mi của cô bị anh làm cho lộn xộn. Cũng chính lần đó, cô đã học được khao khát rõ ràng nhất trong ánh mắt Bắc Thâm. Lúc Lai Chỉ tới, đúng là lúc Bắc Thâm tỉnh dậy. Cố Sơ bày phần mì đã làm xong ra bàn, nhìn thấy Lai Chỉ bèn chào hỏi. Anh ăn cơm chưa? Chưa ăn thì cùng nhau ăn chút đi. Lai Chỉ ngó đầu và nhìn một cái. Mì à, cả tôi và sếp của cô đều không thích mì cho lắm. Cố Sơ không ngờ anh ấy lại nói vậy, sững sờ giây lát. Thật ra cô chưa từng hỏi xem Lục Bắc Thần thích ăn gì. Khoảng thời gian này, cô cứ làm những món gì anh ấy ăn món đấy. Lục Bắc Thần rửa mặt mũi rồi ngồi xuống, cầm đũa lên. Đừng nghe cậu ta nói vớ vẩn.
Quái là nhờ, lần trước chúng ta cùng từng cậu ăn mì, cậu cứ làm như giết chết cậu vậy. Ai làm mì rất quan trọng, Lục Bắc Thần nói với hàm ý sâu xa, rồi gọi Cố Sương ngồi xuống. Mặc kệ cậu ta mà muốn ăn thì sẽ không khách khí với em đâu. Cố Sơ ồ một tiếng, bê hai chiếc đĩa đẹp tuyệt đựng salad trộn rồi bắt đầu ăn. Lại chỉ chống cằm nói vào việc chính. Sở thích của Tiêu Tuyết đặc biệt quá đi, có thể dùng cho cốt để vẽ tranh. Một người phải có tố chất tâm lý mạnh cỡ nào chứ, cậu bảo cô ta có biết cho mổ vẽ là cho cốt không? Cố Sơ đang ngồi ăn mì, nghe thấy câu này, dạ dày lại bắt đầu bất thường, động tác cũng chậm hơn hẳn. Lục Bát Thần thấy thế, ngồi bên nhẹ nhàng nói. Em phải nhanh chóng thích ứng cuộc kiếp sống này, sau này có thể còn phải bắt gặp những cảnh tượng buồn nôn hơn nữa, thế nên về điểm này tôi phải bắt buộc phải khiến em nhanh chóng làm quen. Cô hít sâu một hơi, lúc này áp chế được cảm giác ghê rợn, thầm nghĩ làm gì có lần sau nữa. Tiêu Tuyết là người hiểu về tranh, màu vẽ có sự khác thường, chắc chắn cô ta biết, trừ phi cô ta đã đến độ si mê với hội họa, nếu không sẽ không dùng một cách thức biến thái để đạt tới cảnh giới cao của vẽ tranh. Ý của Lục Bắc Thần là Tiêu Tuyết nhất định biết chuyện này. Trong tranh, cô ta đã vẽ cả một miền hoa bỉ ngạn rộng lớn. Tôi cảm thấy cô ta biết có một ngày bức tranh này sẽ bị người ta phát hiện, hoặc cô ta đã sớm tuyên án tử hình cho chính mình. Cố Sơ gác đũa lại, giải thích một câu. La Chi nhìn chằm chằm vào phần mì trong mắt Cố Sơ, nuốt nước bọt cái ực. Mùi thơm của mì và dáng vẻ ăn uống ngon lành của Lục Bắc Thần khiến anh ấy thòm thèm, bỗng chốc cũng cảm thấy đói bụng, bèn mắng giọng. Cô không ăn nữa à? Cố Sơ lắc đầu. Thế thì tôi không làm khách nhé. Nói rồi, Lai Chỉ định động vào bát mì của cô. Một giây sau anh ấy bị Lục Bắc Thần ngăn lại. Trong bếp vẫn còn, tự nấu đi. Rồi lại nhìn Cố Sơ. Ăn đi, không được bỏ lại. Cứ nghĩ tới cảnh đó, Cố Sơ vẫn chưa thể thoải mái được, lập tức đứng dậy. Tôi đi nấu mì cho Lai Chỉ. Cảm ơn trợ lý Cố nhé. Lai Chỉ lập tức tươi cười. Nào ngờ. Ngồi xuống. Lục Bắc Thần ra lệnh, rồi nhìn về phía Lai Chỉ. Muốn ăn, tự lăn vào bếp. Lai Chỉ bĩu môi, buồn bã đi xuống bếp. Cố Sơ ngồi xuống, nét mặt ủ rột. Tôi không muốn ăn nữa. Lục Bắc Thần đèn đặt đũa xuống, cầm lấy đũa của cô, bê bát mì lên, gắp mì đút cho cô. Há mồm. Cô ngửa ra sau lắc đầu. Phải ăn. Anh nghiêm mặt. Cố Sơ biết anh có ý tốt, nhưng quả thực cũng không chịu nổi cái thái độ cứng rắn này. Cô nói. Tôi làm quen từ từ, không được sao? Giáo sư Lục, người làm sếp như cậu, lo lắng người tận nhà ngoại rồi đấy à? Lại chỉ bê bát dựa vào cửa bếp. Người ta dù sao cũng là con gái, để cô ấy từ từ quen. Nói tới đây, anh ấy cứ lại cười. Nói đi thì cũng phải nói lại, cô Cố này có thể để khiến giáo sư Lục đích thân đút cho cô ăn, chắc chắn chỉ có mình cô thôi. Cố Sơ nghe ra giọng điệu trêu chọc của La Chỉ, không biết giấu mặt đi đâu, vội vàng đón lấy chiếc bát trong tay Lục Bắc Thần, buồn bực gầy gầy từng sợi mì. La Chỉ sướng rơn, quay lại bàn ăn, ăn một miếng mì. Đúng là ngon thật, giáo sư Lục, cho tôi mượn trợ lý của cậu mấy ngày nhé. Không được. Lục Bắc Thần từ chối thẳng thừng, không cần suy nghĩ. La Chỉ nhún vai, cũng chẳng tính toán gì với tính cách hẹp hòi này của anh. Anh ấy lại, và mấy miếng, rồi nói. Bây giờ tất cả anh em đều tăng ca làm việc, tôi không tin không tìm được kẻ tối qua ăn trộm tranh. Lát nữa em đưa báo cáo cho La Chỉ. Lục Bắc Thần nói. Cố Sơ gật đầu. Di động vang lên, Lục Bắc Thần nhận máy. Cố Sơ thầm thở phào một hơi, nhân lúc anh nghe điện thoại, bèn vội vàng gạt một phần mì lớn qua cho La Chỉ. La Chỉ vui vẻ đón nhận. Đối với tài nghệ của Cố Sơ, lần này anh ấy hoàn toàn tin tưởng. Sau khi Lục Bắc Thần nói chuyện xong quay về, liếc nhìn bát mì của Cố Sơ, đang định nhíu mày thì Cố Sơ lập tức buông đũa, xoa xoa bụng. No quá. Lục Bắc Thần biết tỏng cái trò vặt này, nhưng cũng không vạch mặt mà nhìn Lai Chi. Sợi dây dắt chó trong bức tranh đã khám nghiệm ra rồi. Lai Chi lập tức thu lại vẻ ba lăng nhăng. Là cái gì vậy? Lục Bắc Thần cong môi. Lưới trời lồng lồng. Thưa nhưng khó thoát, chính là sợi dây đàn mà chúng ta đang nhọc công tìm kiếm, một trong những sợi dây ruột dê được trên chiếc đàn violon đặt làm của Tiêu Tuyết. Gì cơ? Thế nên nếu chiếc đàn nằm trong tay Lưu Cứ Cường thì chắc chắn sẽ có một cây đàn thiếu một dây. Lai Chỉ lập tức buông đũa, đứng dậy. Được, nhanh chuyển tài liệu cho tôi, giờ tôi sẽ tụ họp với các anh em
điều chỉnh lại phương án theo dõi. Lục Bắc Thần gật đầu. Sau khi Lai Chi đi khỏi, anh giơ tay búng nhẹ lên đầu Cố Sơ. Cô đau đớn ôm đầu lườm anh. Anh uể oải nói, sau này không ăn hết gạt cho tôi ghét người đàn ông khác ăn nước bọt của em. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn đã like, share, subscribe, comment nó vào ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.